Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với kênh YVN TV. Và hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về và mình hôm nay mình mới mua được một thú cưng mới rất là xinh. Nó cũng không phải là bò sát như chồng mình hay như chồng mình hay review, và cũng không phải là chó mèo mà là một con chuột rất đáng yêu. Và bây giờ mình sẽ mở hộp con chuột đấy để cho các bạn xem nhé. Mới đầu mình nhìn thấy con chuột này mình rất thích nên là mình đã mua nó về. Mình mua một đôi luôn. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Đây rồi. Đây rồi các bạn ạ. Trời ơi, trông nó như là một cái bánh phở kẹp, gọi là cái gì nhỉ? Bánh phở kẹp chuột. Đây. Nó nung căng căng nhé. Mình đã... Bây giờ mình sẽ mở cái này nhá. À, mình sẽ nói qua về con này đã. Em ơi, em không tin. Theo như mình đã tìm hiểu ấy thì bé này có tên gọi là Fat Tail Gerbil. Fat Tail có nghĩa là đuôi béo và Gerbil nghĩa là chuột nhảy. Nó là họ chuột nhảy và bao gồm rất nhiều loài ở trong đấy. Theo mình có tìm hiểu thì con chuột nhảy này rất là ngoan ngoãn. Bây giờ mình sẽ mở ra xem nó có ngoan ngoãn không. Mình thấy con chuột này xuất hiện rất ít trong trong thị trường vật nuôi của Việt Nam. Không, như là ngoài miền Bắc mình chưa từng thấy có ai nuôi luôn. Ở miền Nam thì có một số người nuôi. Mình cũng biết một số người nuôi. Nếu mà ai đã từng nuôi hay là đang nuôi con chuột này thì hãy comment nhé. Mình sẽ là đồng minh nuôi chuột giống nhau. Và mình đã mở xong rồi. Bây giờ mình thử cầm nó xem nó có cắn không. Xem mà nó có ngoan ngoãn như kiểu như trên người ta hay nói không nhé. Lông mềm lắm. Mình nhìn mình cứ tưởng nó lâu ngày không tắm cơ nhưng mà không. Lông nó mềm và mịn da man. Ở đây nè. Mình đã mua một đôi để cho sinh sản cho con đàn cháu đấm. Ê, đây đây. Mình cầm được nó này, đúng là ngoan thật. Tìm một bé ở đây nhé. Ui ngoan lắm. Bình thường ngày trước mình có nuôi chuột hamster ấy thì cầm lên cái kiểu như là nó không quen nó sẽ cắn ấy, nhưng mà con này không hề cắn. Ngoan ngoan chưa, ngoan dã man. Đây là lần đầu tiên mình cầm vào nó đấy các bạn ạ. Thích dã man luôn, trời ơi mềm lắm. Mình nghĩ là các bạn nên thử nuôi con này đi. Nếu như thích này gặm nhấm đi, nó rất dễ thương. Nhìn cái đuôi này, khi nhìn cái đuôi nó thì các bạn sẽ biết tại sao mà nó có tên là chuột đuôi to ấy. Con chuột này thì có kích cỡ trung bình và chiều dài của nó sẽ rơi vào khoảng là 10cm và đuôi của nó sẽ là 5cm. Hay ngoan nhỉ, không cắn. Thật cho anh đi. Ui, nó không như hamster đâu. Nếu như hamster với lại con rat mà mình cầm trên tay nó sẽ ị phẹt. Kinh khủng khiếp. Nhưng mà con này không hề ị nhé. Nó không sợ người luôn.
Con chuột này nó có bộ lông mềm và mịn và bụng thì trắng. Người nó đẹp. Mình chưa từng thấy một con chuột nào mà dễ gần, dễ thương như loài chuột này. Không uổng công mình đã chờ đợi nó. Con này thì chân tương đối ngắn với đối với loài chuột nhảy, vì bình thường chuột nhảy thì chân rất dài. Loài chuột đuôi to thường lưu trữ nước và chất béo ở đuôi của nó, cũng giống như con lạc đà thường lưu trữ chất béo và nước ở biếu của nó. Theo như mình đã tìm hiểu thì trong môi trường nuôi nhốt thì gerbil đuôi mập sẽ có tuổi thọ từ 3-5 năm, còn nếu mà trong môi trường tự nhiên ấy thì nó sẽ không được như thế, tuổi thọ sẽ không được cao như thế. Loài gerbil đuôi mập này được tìm thấy ở Bắc Sahara và nó thường sống trong những dải cát thưa thớt hoặc sa mạc đá. Trong tự nhiên, chuột đuôi mập thường đào hang và sống dưới hang, hoặc là chúng sẽ chiếm hang của các loài động vật khác. Rồi, về phần thức ăn của nó thì bọn này ngoài tự nhiên nó thích ăn kiểu côn trùng với cả giun, rồi dế, rồi sâu các kiểu, và đôi khi ăn cả thực vật nữa. Nhưng mà trong môi trường nuôi nhốt thì chúng ta có thể cho ăn các loại hạt như kiểu của hamster này, và hạt thức ăn của chó mèo này, và đôi khi bổ sung thêm cả rau nữa. Bọn này thì nó sống ở môi trường kiểu khô, kiểu sa mạc, cho nên là thức ăn của chúng cũng thường là ít nước. Nếu mà cho chúng ăn quá nhiều hoa quả hay là rau gì mà nhiều nước thì bọn chúng có thể bị tiêu chảy. Nữa, vậy còn đấy. Còn gì nữa? Nó đặc biệt thích ăn côn trùng, sâu, dế và bướm. Bọn này nói chung là nó, bên ngoài tự nhiên nó còn thích gặm cả cành và lá cây nữa. Nói chung là cái đấy để được một phần là để bổ sung vitamin. Thứ hai là nó có thể mài răng, bởi vì cũng như các con mập nhóm khác thì bọn nó cần phải mài răng trong cả đời của nó. Để hai cái răng cửa của nó có độ dài thích hợp, nó không thì bị vẩu ấy, là nó không ăn được gì luôn. Tính lắm. Giống gì ấy? Liên quan đến rồi về chuồng nuôi của chúng thì hiện tại thì tôi đang có một cái hộp nhựa như thế này, rộng 33, dài 46 và cao khoảng tầm 18 gì đấy, khá là thích hợp để cho một đôi hoặc là một được hai cái chuồng này vào, để cho nó sống gọi là thoải mái và sinh sản. Thì bọn này thì môi trường sống bình thường của nó thì cũng khá là khô và nó thích đào hang, cho nên là nên lót nền dày một tí. Các bạn có thể lót bằng cái gì nhỉ, cái này gọi là cái gì, mùn cưa, và nên nhớ là thêm cả một cái chậu cát tắm để cho chúng lăn lộn trên cát để tắm cho nó sạch sẽ nữa, cũng như giống như là hamster thôi đó. Nếu mà nhà kiểu như là các bạn nào mà có điều kiện hơn thì có thể mua bể kính này để trưng bày cho đẹp này, hoặc là mua một cái lồng giống như là lồng của hamster ấy, vì bọn này kích thước là cũng ngang ngang với hamster thôi, cho nên là cái vấn đề chuồng nuôi thì khá là đơn giản, nên nhớ là dày dày cho nó đào đào luôn là được rồi. Một con hiền, một con người. Đuôi nó cứ lật đật anh ạ. Rồi về hành vi của bọn này thì bọn này được gọi là mọi người đánh giá là cực kỳ hiền lành, và chúng rất là hòa đồng, và ôi nó đè lên nhau, nó chích nhau. Đâu có nhìn thấy đâu. Có phải chích nhau không? Đúng, đúng rồi. Anh quay. Nó lại không chích nữa rồi, chắc là không chích được. Còn đau nhỉ, nó thấy mình nói đấy. Nó quay là được mà. Con này mọi người thường nói là không bao giờ cắn, bởi vì là trong một vài trường hợp mà con bọn chuột đuôi béo này bị mắc kẹt ở ngoài tự nhiên ấy, thì bình thường thì các con chuột khác thì rất là hung dữ, là sẽ cắn xé ngay, nhưng mà con này mọi người có thể gỡ ra giúp nó là không bị mắc kẹt nữa, và không bị bất kỳ kiểu như là sự cắn trả nào. Bọn này rất là hiền, và theo như mình tìm hiểu ấy thì bọn này nó có quá trình giao phối của nó rất là hay. Nó kiểu hay hò hét rồi cắn xé nhau như kiểu nó đang đánh nhau ấy, nhưng mà với nó lại là giao phối đỉnh vãi. Con này còn một đặc điểm nữa là nó cũng khá là giống hamster, có nghĩa là nó cũng thích chạy trên cái wheel bánh xe chạy tập thể dục ấy, thế là khả năng cũng phải phải mua thêm cho nó cái wheel rồi. Những con này thì cái tuổi trưởng thành có cái tuổi sinh sản được ấy, giống như là của mình là tầm trưởng thành là 18 tuổi ấy, thì con này khoảng tầm 2 tháng tuổi là trưởng thành, cũng giống như là một cơ số các con chuột khác, cũng như rat ở trước mình luôn cũng kiểu kiểu như vậy.
và bọn này mang thai khoảng tầm 19 ngày thì nó sẽ đẻ. Và con non nói chung là bú sữa mẹ sau khoảng tầm 3 đến 4 tuần thì sẽ gọi là chạy nhảy như một con điên luôn. Đó, nhưng mà có nghĩa là trong môi trường nuôi nhốt thì con cái khi nó mang thai khá là không giữ để bảo vệ con mà. Thì con gì cũng giữ thì bảo vệ con thôi. Gái cũng vậy và chó cũng vậy. Vợ mình cũng vậy. Con này sẽ là Su Su, con kia là Sushi. Su Su. Đâu, con nào là con đực nè, nó đây. Con này là đực hay cái? Con này đực. Phải đực à? Bi. Con đực sẽ là Su Su và con cái là Sushi. Sao không phải Ngu Si? Ngu Ngu và Ngu Si. Con đực là Ngu Ngu và cái là Ngu Si nhé. Rồi, vừa rồi mình đã gọi là giới thiệu qua cho các bạn về cái gọi là một con pet mới ở nhà mình. Đó chính là một loài chuột. Thì thực ra là bọn này sẽ được cưng chiều như là pet thôi, còn mình còn có một vài loài chuột khác nữa thì mình có thể sẽ giới thiệu cho các bạn trong những clip sau. Ví dụ như là Rat chẳng hạn, là một con chuột cống trong clip sau nha. Những bạn nào mà thấy hứng thú với cái loài chuột nhảy đuôi mập này thì có thể tìm hiểu và mua ở một số pet shop nào đấy ở quanh cả nước. Ngoài Bắc thì hình như là cũng hơi ít, hơi hiếm. Trong Nam thì mình thấy khá là, có nghĩa là phổ biến hơn. Mọi người có hứng thú thì có thể vào hội nuôi chuột đuôi mập. Không biết hội đấy không? Có hả? Em hãy biết là tin từ xem. Không có thì mình gặp. Đó. Ok nhá, và xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Chuột đuôi béo này.